Chào các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái mẫu kéo mũ. Đây là mẫu cưa. Cưa thì là bên em 100% làm bằng lưỡi thép của lưỡi cưa gỗ của cao cấp ấy. Đấy, đây là hàng bên em toàn bộ là nhà làm nhé. Thì có các cái loại lưỡi dài khác nhau, từ 20 phân cho đến 50 phân. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Thì hàng này là hàng bên em làm luôn thì nó sẽ rất chắc chắn và giá thành cũng sẽ rất là hợp lý. Thì tùy theo từng mẫu cưa thì nó sẽ có các giá thành khác nhau. Đây. Đầu tiên các bạn nhìn này, đây là chiếc cưa ngắn nhất này. Cưa ngắn nhất này các bạn nhìn này. Đấy. Đây có khoảng tầm 17 phân. Đấy. Đây, cái thứ hai thì lưỡi của nó đây. Lưỡi tầm hơn 20 phân một chút. Đấy. Nó có thường có các cái kích cỡ, ví dụ như là tầm nó có kích cỡ từ 17 đến 20 đến 50 phân thì nó có rất là nhiều chủng loại và tùy theo các mức giá khác nhau. Đấy. Đấy. Bao nhiêu đây? Rất to dài. Cái này chuyên cho các cái dòng khai thác cây các bác nhé. Thương hiệu này bên em, nhà em bên em làm luôn ấy, thì đã có trên thị trường rất là lâu rồi và cũng rất là nhiều bác tin tưởng rồi. Đây em sẽ cho các bác nhìn xem nhé, qua về lưỡi này. Đấy. Đã làm sắc bén, mình về mình chỉ việc sử dụng thôi nhé. Đây nữa. Đây thường gọi là cưa của ông Quá nhé các bác nhé, ở Bình Minh Khoái Châu Hưng Yên nè. Lưỡi dập và đã mài rất chi tiết rồi, cán gỗ bắt vít rất là chắc chắn luôn rồi. Thì các bác yên tâm về những cái dòng này, ví dụ các bác mà khai thác cây ấy, mà mình cưa xuống phần dưới đất ấy, thì thường thường cưa những dòng này thì vẫn vô tư luôn các bác nhé. Và 100% các cái lưỡi cưa này ấy, thì các bác có thể mài được lưỡi được lại được hết các bác nhé, không như các cái dòng khác trên thị trường thì một số cái dòng cưa rẻ tiền của Trung Quốc, của Đài Loan thì không không thể mài được lưỡi đâu. Còn đây là bên em 100% là làm bằng lưỡi cưa cưa gỗ máy to ấy, nhưng em sẽ cắt làm từng cái đoạn một và sẽ làm lại lưỡi toàn bộ lưỡi mới và đã được rũa rất là chi tiết luôn. Bác nào có nhu cầu về dòng sản phẩm cưa này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại phía dưới video hoặc truy cập website trồngcay.vn của em nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác ưng sản phẩm nào hoặc là muốn xem chi tiết của sản phẩm nào thì các bác có thể kích vào đây để xem. Đấy, hoặc là alo cho em số điện thoại này, truy cập website này. Và các bác lưu ý là các bác nhớ đăng ký kênh để được tham khảo các cái mẫu sản phẩm mới nhất nhé. Chúng tôi có cái đăng ký đây, như là các bác đăng nhập cái Gmail là sẽ được đăng ký được. Các bác cứ nhớ sẽ tích đăng ký vào đây. Và các bác có thể là truy cập vào đây bên trong. Các bác xem thì kênh bên em nó sẽ có các cái như này. Thì nó có số điện thoại này, có số Zalo này, có website này. Các bác có thể kích thẳng vào đây thì sẽ ra các để liên hệ với bên em. Đấy. Ngoài ra thì đây các bác phần video thì có rất là nhiều các mẫu sản phẩm các bác có thể là truy cập, đúng không ạ? Truy cập vào để biết được các cái dòng sản phẩm, hoặc là thêm nữa là các bác có thể kích vào phần trang web này. Trang web của tôi thì trang web thì bên em nó sẽ ra như này, thì sẽ lên tất cả các mẫu sản phẩm, ví dụ kéo cắt cành, kéo cành trên cao, kéo cầm tay. Đấy.
kéo ghép cành, tích rễ, máy nũa, máy là Nhật rất là nhiều. Chẳng hạn thế, em ví dụ như là em kết với phần hàng Nhật đi đấy, thì có các sản phẩm như này đấy, rất là nhiều đấy. Hoặc là các bác có thể là xem các cái mẫu khác, ví dụ như là cái cành này, cái thông này đấy, thì các bác tiến hành đặt hàng đi, đặt hàng. Ví dụ mình thích sản phẩm này đi, thích sản phẩm này ta tiến hành đặt hàng thì có kích vào đây. Còn nếu các bác muốn xem thông tin chi tiết từng sản phẩm một thì có thể kéo xuống phần dưới đấy, ví dụ như là có mô tả về cái chiếc kéo đấy này, màu đen này, trọng lượng bao nhiêu này, và có cả phần video thì các bác có thể kích vào đây, các bác xem trực tiếp luôn trên này của Việt Nam. Đấy, thì nó sẽ tiến hành chạy xem trực tiếp. Các bác cũng nhấn đăng ký kênh ở đây cũng thế cũng được. Đấy. Các bác tiếp tục là tiến hành đặt hàng. Đấy, đặt hàng ở đây là có tên chúng tôi này, số điện thoại này, đấy, chị đặt hàng này, Linh này, gói sâu Yên. Các bác càng cho chi tiết thì càng sẽ anh đặt hàng càng dễ hơn nhé. Thường thường bên em sẽ kêu các kích vào đây là ok thì là như thế, là nó chạy một chút thì nó sẽ tiến hành được, cái hiển thị thông báo như này là ok rồi đấy. Thì từng sản phẩm các bác sẽ tiến hành đặt hàng như thế đấy. Có thể các bác sang tiếp theo sang các cái mẫu sản phẩm khác đi chẳng hạn, như thế cũng bấm vào vậy và tiến hành đặt hàng đấy. À, bên em sẽ có các cái video cụ thể cho từng loại sản phẩm nhé, các bác có thể tham khảo kéo xuống đây xem, và có các mức giá đấy, rất là chi tiết rồi đấy. Rồi ok, các bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại phía dưới video này nhé, hoặc là truy cập website này của bên em để mình tham khảo. Rồi, xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào các bác.